ở bộ ai bạn bè ở là một trong những dòng điện thoại thiết kế đẹp, các cạnh được quát khoảng bo, cong mềm mại, rất là trẻ trung và năng động, phù hợp với giới trẻ của hiện nay. Đây là một trong những dòng điện thoại với mức giá tầm khoảng 6.290.000 và chúng ta có hỗ trợ góp luôn các bạn nha. Và đây là một trong những dòng điện thoại có rất là nhiều bạn trẻ đang quan tâm về dòng điện thoại này. Và đây là cấu hình của dòng điện thoại Oppo A77s. Và đây là Oppo A77s các bạn. Một thiết kế cực kỳ đẹp, giá cũng cực kỳ đẹp luôn. Giá phải chăng hợp túi tiền với chúng ta. Đây là một trong những dòng điện thoại giá rẻ của Oppo mà thiết kế tuyệt vời như thế này thì không thể nào bỏ qua rồi các bạn nha. Đây là Oppo A77s với mức giá hiện tại là 6.290 các bạn nha. Và có hỗ trợ góp 0% lãi suất tại thế động điện máy xanh. Với một mức giá 6 triệu mấy mà có thân hình vẻ đẹp như thế này, trẻ trung năng động và thiết kế thời trang như thế này thì không thể nào bỏ qua được rồi. Máy được thiết kế nguyên khối các bạn nha, mặt lưng nhám nè, hạn chế bóng vân tay bị chạy xước, nổi bật với cụm camera 2 cam với độ phân giải của camera chính là 50, camera phụ là 2 megapixel. Phần camera thì có phần hơi nhô so mặt lưng các bạn nha. Đó, nhưng mà rất đẹp. Đây là đèn LED nha. Tuyệt vời chưa? Chữ Oppo như này. Chúng ta sẽ có những cạnh viền nè, cạnh viền thì sẽ được vét phẳng như thế này. Rất là thời thượng ha các bạn nha. Bên trái chúng ta sẽ chỗ để khi sim ha, phía dưới là tăng giảm lượng. Cuối cùng chúng ta sẽ có jack 3.5, mic thoại, sạc và loa. Bên phải thì chúng ta sẽ có nút nguồn, tích hợp mở khóa nhận tay luôn các bạn nha. Phía trên sẽ không phím bấm nào cả các bạn, không phím bấm nào cả. Về màn hình thì máy chúng ta sẽ được trang bị một màn hình là 6.56 inch với độ phân giải là HD+, và được trang bị một cái màn hình cũng khá là đẹp nha. Đây, tuyệt vời chưa? Trên màn hình thì chúng ta sẽ có camera hình giọt nước với độ phân giải là 8 megapixel, đủ đáp ứng cho chúng ta chụp quay từ camera selfie và chat video call một cách rất là ok luôn ha. RAM thì chúng ta sẽ có là 8GB RAM và bộ nhớ trong là 128GB các bạn. Chip là cục chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân. Với cấu hình như thế này thì chúng ta đáp ứng đủ nhu cầu học tập, làm việc, chơi game giải trí chúng ta rồi. 6.290 thôi các bạn, tại thế động điện máy xanh là chúng ta sẽ có một cây máy đẹp tuyệt vời như thế này. Ngoài ra còn hỗ trợ một viên pin là 5000 mAh và có hỗ trợ sạc nhanh lên đến là 33W, sẽ giúp chúng ta sạc pin nó sẽ rút ngắn được thời gian lại, tăng cái thời gian mà chúng ta trải nghiệm máy lên. Rất là đẹp luôn, thực sự máy nó rất đẹp mà, cầm nắm cũng rất là sang. Đây là Oppo A77s. Thì cô chú chị và bạn nào quan tâm đến dòng sản phẩm này thì có thể đến ngay điện máy xanh Cầu Kè nếu khu vực Cầu Kè ha. Còn khu vực khác thì đến ngay thế động điện máy xanh gần nhất để chúng ta thể trên tay trải nghiệm như quyền đây, và chúng ta thể ngắm nhìn trực tiếp dòng sản phẩm Oppo A77s này. Nó sẽ đẹp hơn, trực quan hơn khi mà chúng ta xem ở ngoài. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị bạn mình đã theo dõi video này, và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Khi quyền up lên, nhớ và nhấn vào cái chuông để có nên nhận được thông báo, nó sẽ tiện hơn. Và đây là Oppo A77s 6.290.000 và hỗ trợ góp 0% lãi suất tại thế động điện máy xanh. Cô chú anh chị bạn nào ở Cầu Kè đến ngay điện máy xanh Cầu Kè kiếm quyền nha.